Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, Á hậu Ngọc Trân Anh đã đăng một dòng trạng thái dài trên trang Facebook cá nhân với nội dung vạch trần lối sống thiếu đạo đức và con người thật của ca sĩ Đan Kim, ủng hộ và đồng tình với hành động của Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh. Những ngày qua, dư luận vô cùng xôn xao trước những chia sẻ của Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh xoay quanh việc Đan Kim lừa gạt 5.000 đô la Mỹ vào 8 năm trước. Bị cộng đồng hải ngoại tại Mỹ tố làm kẻ thứ ba, lừa đảo và kết hôn giả. Ủng hộ và thấu hiểu cho hành động của Huỳnh Thúy Anh, Á hậu Ngọc Trân Anh quyết định lên tiếng tố cáo, vạch trần con người thật của ca sĩ Đan Kim. Chia sẻ với báo giới, Ngọc Trân Anh khẳng định, những gì Ngọc Trân Anh chia sẻ đều là sự thật mà chính bản thân được biết. Trân Anh chia sẻ những chuyện này đến khán giả không phải vì muốn dựa vào scandal này để nâng cao danh tiếng, mà chỉ mong có thể vạch trần con người thật của Đan Kim, giúp nhiều người tránh bị cô ta lừa gạt. Nguyên văn dòng trạng thái của Á hậu Ngọc Trân Anh như sau. Trân Anh là người làm ăn kinh doanh. Trân Anh sở hữu doanh nghiệp túi xách da cá sấu và cả kinh doanh bất động sản. Những điều trên đây Trân Anh kể hoàn toàn là sự chứng kiến của bản thân. Câu chuyện cô em gái Huỳnh Thúy Anh tố cáo ca sĩ Đan Kim lừa đảo 5.000 đô la 8 năm về trước. Mục đích chính là mong muốn cho những người khác không sập bẫy lừa đảo mà ca sĩ Đan Kim đưa ra. Đan Kim là người ca sĩ thiếu giáo dục đạo đức. Chính bản thân Trân Anh chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Những năm trước đây, bầu hòa từng là bầu sâu của nhiều ca sĩ trong nước và hải ngoại. Trong đó có cả Đan Kim này. Đan Kim có tên thật là Phương Uyển. Cái tên nghệ danh đi hát từ trước đến tận bây giờ cũng là do ông bầu Ngô Đình Hòa đặt tên cho. Đan Kim là kẻ phản thầy lừa bạn. Giá trị đạo đức tôn kính của một người thầy đã từng giúp đỡ mình mà Đan Kim cũng không có. Đan Kim thêu dệt và vu khống bịa chuyện từ không thành có cho bầu hòa. Chối bỏ hết những đặc ân bầu hòa từng giúp đỡ làm album tình đầu. Còn em gái Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh là chủ chuỗi khách sạn và phó giám đốc công ty dầu khí. Trong giới showbiz này, ai chẳng biết Thúy Anh có nhà cửa, xe hơi, cũng là người giàu có, thì đối với cô em gái, 5.000 đô không là gì cả. Đưa Đan Kim ra pháp luật Việt Nam xử lý và lấy lại tiền từ Đan Kim chiếm đoạt cho từ thiện vẫn có ý nghĩa và cứu giúp được nhiều người không mắc bẫy lừa tiền của Đan Kim. Thử hỏi mọi người, vạch mặt tội lừa đảo của Đan Kim cho dù đã 8 năm trôi qua đúng không? Những ai biết được sự thật này phải tránh né việc làm ăn giao dịch tiền và mời sâu với Đan Kim. Bạn gái của Phùng Ngọc Huy, ca sĩ Đan Kim, tiếp tục bị tố về lối sống và hành vi lừa đảo của mình. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, dòng trạng thái của Á hậu Ngọc Trân Anh đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra đồng tình với hành động của cô và cả Huỳnh Thúy Anh. Khán giả cũng vô cùng cảm kích trước suy nghĩ thiện mỹ và hành động cương quyết để bảo vệ sự thật của Huỳnh Thúy Anh và Ngọc Trân Anh. Một bộ phận khán giả chỉ trích hành động của Đan Kim gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nghệ sĩ hoạt động hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ. Á hậu Ngọc Trân Anh có mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Huỳnh Thúy Anh. Hiện tại, cô đang hoạt động nghệ thuật song song với công việc kinh doanh. Dù khá kín tiếng trong showbiz, nhưng cô đã lên tiếng để tố cáo, vạch trần con người thật của ca sĩ Đan Kim, ủng hộ và bảo vệ những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết
bị Đan Kim quay lưng và lừa gạt. Dù bị nhiều người tố cáo về lối sống giả tạo, thiếu đạo đức và một loạt các hành động sai trái khác, nhưng phía Đan Kim vẫn một mực giữ im lặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.